100 trồng tại Đắk Lắk và không phun ngâm thuốc và không qua bất kỳ công đoạn xử lý thuốc nào. Angela Phương Trinh luôn miệng khẳng định bán sầu riêng không xịt thuốc khiến cho cộng đồng mạng chỉ biết cười trừ. Sau tất cả drama, Angela Phương Trinh vẫn lên sóng livestream đều đặn như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nữ hoàng thảm đỏ luôn có nhiều cách kinh doanh khiến cho cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Cụ thể mới đây trên livestream bán sầu riêng của mình, Angela Phương Trinh liên tục khẳng định sầu riêng nhà cô không xịt một giọt phân thuốc nào, kể cả thuốc sâu hay phân bón giúp cho cây tốt hơn. Thậm chí nữ diễn viên Mùi Ngò Gai còn cung cấp thông tin sai lệch. Cô khẳng định người ED trồng sầu rất ít nên không có để bán, mỗi nhà chỉ có từ 1 đến 2 cây, vậy nên sầu riêng của họ sẽ có vỏ màu nâu trông rất xấu xí. Thế nên là khi cô chú anh chị phản hồi như thế cũng đừng buồn nha. Ngoài Trinh sẽ tặng cái mới đến khi nào mà không còn tình trạng đó thì thôi. Và cái việc mà khi mà mở trái sầu riêng ra bị chai sượng bở hoặc là cái da sầu riêng nó màu cà phê sữa như vậy này. Đó, thì cô chú anh chị cũng thấy rằng là Trinh rất là chân thật trong cái vấn đề mà lấy sầu riêng không phun ngâm thuốc luôn. Bởi vì nếu có phun ngâm thuốc thì cái vỏ sầu riêng nó đâu có bị nâu lè như thế này đâu. Trinh chỉ bán sầu riêng không phun ngâm thuốc mà thôi, cho nên là nhà vườn có đủ đâu mà cung cấp cho Trinh, cho nên mới phải đi tìm thêm trong các buôn làng người ED, họ có 1 đến 2 cây sầu riêng à. Và họ không có kinh doanh, cho nên là họ đâu có chăm sóc đâu. Cho nên nè, cái da của nó nâu ơi là nâu luôn. Điều này đã khiến cho những người nông dân trồng sầu chỉ biết cười trừ, vì làm gì có cây ăn trái nào không xịt thuốc mà có thể phát triển bình thường được. Cộng đồng mạng đã để lại rất nhiều bình luận để đối chất với Angela Phương Trinh. Người ED tụi mình trồng sầu riêng cả tấn để kinh doanh, còn vỏ thì tùy, có khi là sầu riêng da bò, da xanh. Trồng sầu mà chưa từng được ăn sầu không phun thuốc nữa, để bữa nào mua thử. Vô lý, sầu riêng không phun thuốc sao ra trái về bà ngoại. Tính ra người ED có cả hết sầu riêng chứ đâu ra mà chỉ có 1-2 cây. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều những ý kiến cho rằng Angela Phương Trinh bán hàng PR cho sản phẩm là điều hợp lý, nhưng không nên cung cấp những thông tin sai lệch. Cố tình dùng những kiến thức không đúng để lan truyền cho mọi người thì thật sự không tốt chút nào. Các bạn nghĩ sao về màn bán sầu riêng có 1-2 của cô nàng? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.